Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Phát triển Mẫu Việt Hiên. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắt chân váy 360 độ. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn với công thức rất đơn giản, dễ hiểu và dễ nhớ. Thì mình có các số đo như sau. Dài chân váy là 48 cm, vòng lưng là 72 cm. Bây giờ mình sẽ đi vào phần thiết kế. Mình giả sử tờ giấy này là miếng vải cần may chân váy. Đầu tiên thì các bạn sẽ gấp đôi tờ giấy này lại. Tiếp theo mình sẽ gấp đôi thêm một lần nữa. Có nghĩa là tờ giấy này các bạn gấp lại thành 4 lần. Mình xoay cái góc này lại. Và cái góc này mình sẽ tính là ngang lưng. Ngang lưng thì các bạn sẽ tính trên cái góc mà có các cạnh đều là gấp đôi hết. Thì ngang lưng mình sẽ tính theo công thức là vòng lưng chia cho 4 và trừ cho 2 cm. Thì vòng lưng của mình là 72, chia cho 4 thì được 18, và mình trừ đi cho 2 cm sẽ bằng là 16 cm. Thì các bạn sẽ đặt thước chiều ngang giống như mình đặt như thế này, sao cho hai cái cạnh của cái góc này nó phải bằng nhau. Mình sẽ di chuyển và điều chỉnh cái thước sao cho nó đúng 16 cm, và mình sẽ lấy dấu. Tiếp theo đó là mình sẽ kiểm tra lại cái cạnh này nó bao nhiêu. Thì cạnh này mình đo được là hơn 11 cm, và mình sẽ kiểm tra cái cạnh tiếp theo nó cũng phải hơn 11 cm. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra lại cái chiều ngang nó có đủ 16 cm hay không. Nếu đủ rồi thì mình sẽ vẽ một đường ngang qua như thế này, nối hai điểm này lại. Mình kiểm tra một lần nữa, hai cạnh này nó phải bằng nhau, hai cạnh này nó phải bằng nhau, và cái chiều ngang này nó phải là 16 cm. Tiếp theo mình sẽ đặt cái cạnh thước này nó trùng với cạnh váy gấp đôi. Mình đặt điểm này là điểm A và điểm này là điểm B. Tiếp theo mình sẽ đặt cái thước vào đúng điểm A sao cho cạnh thước trùng với cạnh váy gấp đôi, và mình vẽ một đường thẳng vuông góc với cạnh váy gấp đôi. Và cạnh bên đây cũng vậy, mình sẽ đặt thước vào điểm B và cạnh thước cũng trùng với cạnh váy gấp đôi, sau đó chúng ta vẽ một đường thẳng vuông góc. Tiếp theo mình sẽ đặt thước và mình nối hai góc này lại. Thì đoạn thẳng này mình sẽ chia ra hai phần bằng nhau. Thì ở đây mình đo được là gần 8 cm. Mình sẽ chia đôi ra, mỗi bên là gần 4 cm. Sau đó thì mình sẽ vẽ cái vòng lưng. Mình sẽ vẽ một lưng vòng lưng như thế này. Ngay cái góc của điểm A và điểm B nó phải là một góc vuông. Một đoạn này khoảng 3 cm là nó phải vuông góc. Ngay cái góc của điểm A và điểm B nó phải là một góc vuông. Một đoạn này khoảng 3 cm là nó phải vuông góc. Tiếp theo mình sẽ kiểm tra cái vòng lưng. Thì ở đây mình kiểm tra cái vòng lưng được là 19,5 cm. Mình đang thiết kế là mới chỉ 1/4 vòng lưng thôi nha các bạn. Vòng lưng của mình là 72 mà chia 4 thì được 18 cm. Mà thực tế của mình là đo được trên cái rạch này là 19,5 cm, thì nó sẽ chênh lệch là 1,5 cm. Thì 1,5 cm đó sẽ là đường may tra chỉ kéo. Tiếp theo mình sẽ lấy dây váy. Dây váy thì các bạn sẽ đo là từ trên vòng lưng này mình đo xuống. Thì dây váy của mình là 48 cm. Ở đây mình sẽ lấy điều ra là 48 cm.
Và các cái góc này thì các bạn cũng đặt cái cạnh thước nó trùng với cái cạnh vai cặp đôi, và mình vẽ một đoạn thẳng vuông góc để mình vẽ cái line cho nó được tròn ở các cái góc. Sau khi mình cắt ra thì các cái góc nó tròn đều, nó không có bị nhọn hoặc là bị hõm. Góc này là một góc vuông. Và bây giờ mình sẽ cho thêm đường may. Thì line thông thường mình may cuốn 0.6 cm, cho nên là mình chừa đường may khoảng là 1.5 cm. Và cái vòng lưng thì các bạn chừa đường may là 1 cm. Khi mà các bạn may với cái nẹp lưng thì các bạn may 1 cm, và mình sẽ gọt đường may đi khoảng còn 0.6 cm cho cái lưng nó êm, không bị nhăn lưng. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái rập này ra. Sau khi mình cắt ra thì nó như thế này, thì cái vòng eo nó tròn đều như thế này, nó không bị gãy góc. Và cái lai cũng vậy, nó cũng tròn đều, nó không bị gãy hoặc là bị hõm. Bây giờ mình sẽ vẽ một đường thẳng ở cái cạnh này, và mình sẽ rã ra. Để cái đường này mình sẽ tra dây kéo. Nếu mà mình làm lưng rời thì bây giờ mình sẽ vẽ thêm cái lưng trên thân váy này, và sau đó mình sẽ rã cái lưng ra. Từ đường thành phẩm trên eo mình sẽ lấy xuống là 5 cm, có nghĩa là cộng thêm đường may nữa thì là chúng ta lấy xuống là 6 cm á. Từ đây ra đây nó phải là đều nhau. Và bây giờ mình sẽ cắt cái lưng này ra. Nếu mà bạn làm lưng như thế này thì cái lưng này các bạn sẽ cắt nhân 2. Và sau khi rã cái lưng này ra thì các bạn phải chừa thêm đường may. Ở dưới cái thân thì các bạn sẽ chừa thêm là 1 cm, và trên cái lưng các bạn cũng chừa thêm là 1 cm. Cái lưng này thì các bạn có thể rã ở chỗ này ra. Và các bạn cho thêm đường may ở cái đầu mới vừa rã ra là 1.5 cm. Thì nếu mà các bạn cắt như thế này thì cái lưng này nó sẽ là nhân 4. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video mình hay thì cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Xin cảm ơn tất cả các bạn.